Hello, xin chào bạn. Ở cái video này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi về nội dung và phần chiến lược nội dung. Thì ở video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn các cách để chúng ta có thể là tìm được cái hashtag, cái chủ đề mà nhiều người đang quan tâm, và chúng ta sẽ phải tìm được những cái nội dung nó phù hợp với cái hashtag đó. Và đây là một số cái gợi ý để chúng ta có thể là thu hút được nhiều người xem và nhiều người quan tâm. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ đu trend, hay là chúng ta có thể làm theo cái xu hướng mà TikTok nó đang gợi ý vào thời điểm hiện tại nhé. Thì chúng ta sẽ vào tài khoản TikTok của mình này, chúng ta sẽ vào mục khám phá này, chúng ta sẽ thấy rằng là hiện nay TikTok nó đang gợi ý cho chúng ta những cái chủ đề hot, những cái xu hướng hot, thì chúng ta có thể kích vào đây và chúng ta diễn theo những cái mà họ đang gợi ý. Thì thường đây là những cái nhãn hàng, những cái nhà tài trợ, họ họ muốn thu hút nhiều người chú ý thì họ tạo ra những cái xu hướng này nhé. Thì chúng ta có thể cân nhắc cái việc là làm theo cái xu hướng đó để hút được nhiều cái đối tượng người quan tâm. Cái thứ hai, đó là chúng ta sẽ phải chọn cái âm nhạc để chèn vào video của mình. Thì TikTok nó cũng khuyến khích cái việc là chúng ta chọn những cái âm nhạc, âm thanh, những cái bài hát mà đang hot hiện nay để chúng ta chèn vào video, thì nó cũng sẽ gợi ý đến nhiều đối tượng hơn. Và chúng ta cũng có thể chọn được những cái icon hay là những cái biểu tượng cảm xúc để chúng ta chèn vào cái video của mình. Đây, đây là một cái ví dụ demo thì nó hơi vui vui nhí nhố một chút, thì chúng ta có thể là cân nhắc sử dụng tùy cái mục đích của chúng ta. Cái thứ hai, đó là chúng ta sẽ duet cùng người nổi tiếng. Duet có nghĩa là gì? Chúng ta diễn cùng với họ. TikTok nó cấm re-up, nghĩa là lấy video của người khác và up lên chúng ta tài khoản chúng ta 100%. Tuy nhiên, chúng ta dùng duet mà chúng ta phân chia màn hình như này thì rất là ok, không ảnh hưởng gì cả. Và chúng ta sẽ có thể diễn cùng họ, hoặc là chúng ta có thể đối ngẫu cùng họ, thì có rất là nhiều cách. Để duet được thì chúng ta sẽ vào cái nút ba chấm ở dưới video nhé, nó có hình như cái mũi tên xe xe ấy. Bấm vào đó thì chúng ta sẽ thấy hiện là duet nhé, và chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ chọn được cái cửa sổ để duet. Và đây là một cái ví dụ demo nhé. I don't buy clean, let me tell you how I got this ring me, swan me down side of me. Thì chúng ta có thể đây, ở đây là hai chị này, bạn ấy diễn cùng, và chúng ta cũng có thể là trả lời, rồi chúng ta có thể hành động giống như họ. Thì đây cũng là một cái cách để thu hút rất nhiều. Thì cái thời gian gần đây ấy, có một cái ông tên là anh Tuấn Trần ấy, thì ông có mỗi cái video nằm võng thôi mà hàng mấy triệu view, thì rất là nhiều người họ đang duet, họ đang ăn theo cái video ấy của ông ấy, và cũng đã thu hút được khá nhiều cái lượt view rồi lượt tin. Thì tuy nhiên chúng ta cũng nên cân nhắc tùy cái mục đích chúng ta xây kênh nhé. Nếu chúng ta xây dựng kênh thương hiệu, chúng ta muốn hút những cái người mà có cái cùng cái sở thích, thì chúng ta nên hạn chế việc câu view như vậy. Còn nếu mà chúng ta chỉ muốn xây dựng một cái kênh để chúng ta khoe với người khác thì ok, chúng ta có thể làm. Chiến lược số 3, đó là chúng ta sẽ sáng tạo ra những cái video độc, những video mới lạ mà khi mà người dùng người ta nhìn vào, người ta sẽ phải gọi là gì? Wow, tại sao lại như vậy? Và tại sao lại hay thế? Đây, chúng ta sẽ xem. Thì đây là một cái video khá sáng tạo. Thì mình lấy cái video này của bên Trung Quốc nhé, vì lý do bản quyền cho nên là ở trong những cái slide của mình thì mình sẽ không để xuất hiện bất cứ một cái mặt của người Việt Nam nào, trừ mình nhé.
Thì đây là họ họ đã dùng hai ngón tay của mình đúng không? Họ đi đôi giày và họ múa nhảy rất là đẹp. Còn bên này là một cái video của mình này. Đấy, thì cái video này thì mình cũng học theo của bên Trung Quốc. Mình cũng sử dụng cái hiệu ứng. Thì đây là một cái video cũng khá hay đi chứ đúng không? Mình thay đổi, mình biến hình, mình chuyển nền. Thì nhiều người họ cũng khá là quan tâm. Đấy cũng là một cách để chúng ta có thể thu hút được lượng follow hay là lượng người xem. Rồi, tiếp theo là những cái video về giải trí, về hài hước, hay là video về chơi khăm, về chôn. Thì cái những cái thể loại video này nó đang rất là hút, và có thể là dùng cho mục đích câu view cũng rất là ok. Đấy, nó chỉ có qua đi qua lại thôi. Mà nhiều người rất là thích kiểu như này, giải trí qua loa cho nó xong thôi. Thì tùy mục đích của chúng ta có thể là dựng hoặc là chúng ta diễn những cái video này để câu view. Và cái số 5 đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái kênh để chia sẻ những cái kiến thức, những cái mẹo vặt hoặc là những cái cách làm về một cái chủ đề nào đấy. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Và đây là một cái video về hướng dẫn nhảy. Thì một số cái kênh về chủ đề về hướng dẫn này cũng khá là hút. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là để làm được một cái kênh chia sẻ kiến thức này mà lên được nhiều follow hay là nhiều lượt người xem thì nó cũng khá là khó, và mình cũng thấy ít người làm được. Bởi vì là chúng ta sẽ thấy rằng là hầu hết những cái đối tượng người xem bây giờ họ lên họ chỉ lướt để xem những cái gì nó giải trí, nó vui này kia thôi. Còn nhắc đến cái từ khóa học thì thường là người ta sẽ đóng não và người ta sẽ không thích học. Đây là một cái chuyện rất là lạ lùng, hay là một cái chuyện rất là không có gì mới mẻ ở trên cái mạng xã hội cả. Và chúng ta cũng có thể tham khảo cái người tốt việc tốt ở bên Trung Quốc, thì họ xuất hiện rất nhiều những cái video dạng kiểu như này, và người Việt Nam mình cũng học khá là nhiều. Tuy nhiên thì theo quan điểm cá nhân của mình thấy là nó khá là không ổn, và nó khá là giả tạo. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể cân nhắc được.
过彷徨，多少人依然在流浪，我守着我的梦想，哪怕有再多的伤，继续吧，路还有很长。这一切其实本无味，细细的品尝，慢慢体会，苦辣酸甜让你搭配，怎样才会更完美？道德光照在了大地上，把每个黑暗的地方全部都照亮。对，chúng ta thấy nó khá là vô lý đúng không?Nó không có thực đúng không? Tự dưng không biết là người ta là ai, tự dưng lại ném vào cục tiền. Việt Nam vậy thôi, cũng tự dưng là ném cả một sấp tiền khi mà người thấy một cái người khác đang thiếu tiền, tự dưng ném chẳng biết lý do là cái gì. Nhưng mà nó cũng là khá là hút đấy. Cơm à, làm cái vị trí, làm cho vị phụ nữ đó rồi.Thế đây là một cái video chúng ta nhìn cũng nhìn thấy nó cũng khá là giả thôi, tuy nhiên thì nó vẫn còn tốt hơn bên video này đúng không? Đó là nhường ghế cho phụ nữ này. Đây cũng là một cái cách để chúng ta cân nhắc nhé. Và cái chiến lược số 7 đó là chúng ta có thể là kết nối với những người có cùng cái điểm chung với chúng ta. Ở đây là ví dụ một demo nhé. Ví dụ mình quan tâm về chủ đề về kinh doanh online hay là bán hàng online đi, thì mình gặp một cái kênh, giả sử như ông này chẳng hạn, thì mình sẽ vào những người đang theo dõi ông ấy, hoặc là ông ấy đang đây, ở đây là ông ấy đang theo dõi về cái chủ đề gì, thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ kết bạn với những cái người mà ông ấy đang theo dõi, bởi vì là khả năng rất cao là ông này ông đang tham khảo từ những người này, và mình vào mình kết bạn với họ để mình cũng có thể là tham khảo, rồi mình liên hệ với nhau để chúng ta có thể là sáng tác hay là đưa ra những ý tưởng, những nội dung hay phù hợp với cái kênh của mình. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái chú ý nhé. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải xác định được cái nguồn lực của chúng ta, về tiền bạc này, về thời gian này. Chúng ta có thể diễn cá nhân này, hoặc cả chúng ta sẽ phải diễn theo team, theo nhóm. Thì cái nguồn lực chúng ta bỏ ra thì chúng ta phải xác định trước. Thứ hai, chúng ta phải xác định được cái mục đích của chúng ta. Mục đích chúng ta là gì? Mục đích chỉ là một cái kênh TikTok cho nó vui, lên diễn nhí nha nhí nhố, rồi làm sao để cho thật là nhiều lượng follow, không cần quan tâm đến người dùng. Mình chỉ cần là nhiều để mình có cái con số đẹp để khoe, thì phải làm theo kiểu khác. Và cái mục đích thứ hai là mục đích xây dựng thương hiệu cá nhân. Ví dụ như mình xây dựng về hình ảnh, về một ví dụ một người chia sẻ về kiến thức kinh doanh online, hoặc là kiến thức về làm đẹp chẳng hạn, thì mình sẽ phải làm theo cái kiểu khác. Mình phải chia sẻ nhiều hơn về những cái vấn đề liên quan, chứ mình không thể là cứ lên câu view. Rồi nếu mà câu view như vậy thì sẽ chỉ hút được những cái đối tượng có thể là giới trẻ, họ thích xem những cái thứ nhí nhố, thì sau này mình rất khó có thể là chuyển đổi được họ thành cái khách hàng mục tiêu nhé. Cho nên là chúng ta phải xác định được cái mục đích chính khi mà chúng ta xây kênh. Và đây chính là cái số 3, đó là việc xác định mục tiêu. Có nghĩa là chúng ta nhắm tới đối tượng nào thì chúng ta xây dựng nội dung xung quanh chủ đề đó. Chúng ta đừng vì tham một chút view, tham một chút follow mà chúng ta làm hỏng kênh nhé. Bởi vì là khi mà chúng ta hút toàn những cái đối tượng không phù hợp thì dần dần họ cũng sẽ bỏ chúng ta, và chúng ta sẽ phải mất thời gian để chúng ta chuyển đổi rồi chúng ta xây dựng lại, thì nó rất là phức tạp. Và chúng ta hãy, ở đây có một cái mẹo nhỏ là gì, chúng ta hãy học theo những cái video thành công
cùng chủ đề. Như ở cái video trước khi mà giới thiệu cho các bạn về cách tìm từ khóa có nhiều người quan tâm, ví dụ từ sức khỏe, thì chúng ta sẽ thấy là phía trên đầu ấy nó xuất hiện nhiều những cái video mà họ đang có cái lượt view cao nhất, và chúng ta hãy cứ kích vào đó rồi chúng ta tìm chủ kênh là ai, chúng ta thấy họ đang làm nội dung gì hay là diễn như thế nào mà được có nhiều view. Cứ trên 500.000 view thì chúng ta vào và chúng ta học hỏi, chúng ta tham khảo từ họ. Và khi thấy một cái video mà nó có nhiều lượt xem, nhiều lượt tìm, thì chúng ta cũng phải nảy ra trong đầu chúng ta một cái từ, một câu hỏi là why, nghĩa là tại sao, tại sao video lại thành công, đúng không? Tại sao cái video về Kobe của tôi chẳng hạn mà nó có hơn 2 triệu lượt view, vì nó bắt đúng trend chẳng hạn này, rồi vì nó đưa ra một cái cách để chúng ta có thể là kiểm tra mình có khả năng bị nhiễm Covid hay không vào đúng một cái thời điểm là cái đợt Covid lần thứ hai nó xảy ra, thì nó đang thu hút được nhiều lượt xem. Vậy thì đó cũng là một cách, nghĩa là khi mà chúng ta thấy một cái điều gì đó nó hay, nó thu hút, thì chúng ta cứ nảy trong đầu một cái từ khóa là why, tại sao, và mình rút ra các bài học cho chính mình.